ôi quay lại lấy điện thoại đi, bọn em nhặt được đây này. Đáng yêu, thấy khách hàng để quên điện thoại, hai đồng chí nhân viên tự quay clip khen mình, còn không quên nhờ tuyên dương trên Facebook. Mới đây, bằng một sự tốt bụng đáng yêu thì hai bạn nhân viên của một cửa hàng đã được thượng đế đưa lên top top khen ngợi hết lời. Chả là hai bạn nhân viên của cửa hàng tiện lợi trên phố Cửa Nam, Hà Nội đã phát hiện một chị gái đến mua hàng, nhưng lúc ra về đã để quên điện thoại trên chiếc máy nướng xúc xích. 67 Cửa Nam, bọn em rất là tốt bụng. Em thấy nó ở đây chị ạ. Không hiểu kiểu gì, hai đồng chí đã lấy điện thoại của khách rồi tự quay tự khen rất chi là đáng yêu. Còn các chị gái nhớ đăng bọn em lên Facebook nhá. Tập bụng chưa, chị hãy đăng bọn em lên Facebook đi. Review nhân viên cửa hàng Cửa Nam rất tập bụng nha chị nha. Hà Nội đôi khi vội vã là thế, nhưng thi thoảng lại có sự đáng yêu nho nhỏ.